các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho bạn coi, mình sẽ đi lấy cứu như anh em khúc gỗ về để xem cái khúc gỗ em thả giỡn các bạn, để xem những khúc gỗ em sẽ có xíu để không. Được rồi nè, ok. Bây giờ mình sẽ lên củ cà gót để nó lên cái xe. Ok, ui, ok. Ủa, cà gót em. Để mình chút. Ok bà. Tôi để củ cà gót đây. Cái trường hợp mà lấy cho hay thì em sẽ hái với bà. Ok. Ok, cháu ngồi dưới đây nha bà. Cháu ngồi dưới đây. Ok, để phát triển. Ok, và cả con của tôi nữa. Thì dắt ra lại cái bộ phận của nó nha. Thêm cái đồ bước nữa các bạn à. Để các con cá leo lên mà chạy. Ồ, đâu rồi? Một bạn này. Em ơi, em có hai cái đồ của... À, đây rồi. À, kìa này. Đó. Cái đồ nó màu trắng nữa. Cái này được làm kim. Ok bạn. Ôi, đau. Các bạn đảo cho ok rồi xong xong để ra chụp cái ngồi lên rồi ok lên nhìn nó mắc cười cho bạn thôi này. Ồ, để mình ra lại cái da bộ cái chụp cái bạn đã xuống nha bạn nhìn lắm. Xong rồi. Này, anh ơi. Ok, xong rồi. Okay. Ok, mà lên thôi. Ok bạn. Đây, ui, có chút ngã. Chút ngã luôn nha, bạn chỉ bị nghiêng thôi à. Cướp lại rồi đó. Bọn này đã trò chuyện với nhau để giúp anh em gỗ trốn thoát khỏi kia cái con lông này nữa các bạn. Cho con mày đói. Ủa cái trò chén gì vậy, tôi không biết. Rồi con này nó, ủa trò chén gì hay vậy. Rồi củ cà gót gì nói ta tìm bản người ta kia kìa, đâu bản đâu. Bạn đâu? Ôi, cái ký hợp cứu Khương. Cái gì? Trong đó có cái gì mà cậu phải giải cứu? Bạn gỗ đó. À, vậy hả? Vậy là con này cũng tham gia vô hợp tác. Con sẽ... Hai đứa này vô nhiều củ cà gót nữa. Thì cái... Anh em củ cà gót này sẽ đánh là thứ đó. Ok. Hình đánh lạc hướng nha bạn, đánh lạc hướng này em đi theo cái khúc gỗ đó rồi sau đó hai đứa bay, hai đứa chạy đến rồi sau đó đổ bọn chúng ra rồi cả anh đồng loại cũng hết nè, cả anh em thì đó là em anh cái đồng loại của khúc gỗ đó đâu đó thì cả hai người chủ đi theo. Rồi nếu bị bắt thì anh em mình sẽ đá cho phát cho gãy chân em mình luôn. Cứ là nó giỡn thôi chứ em mình thương giỏi gì đó các bạn. Hai con này đến. Ok bà, thằng này còn trời lên thôi. Ok bà, nó bị dưới đây đều phát hiện. Ok dụ em mình thôi anh lũ lẹ. Ooh!
em không tắm được đâu. Lúc nãy cô chủ điên hùng. Ok mà. Chị ơi. Và anh mà sẽ cắt cho cái thì anh quyết tâm chạy vô những hai cái này cũng là lên cái đỉnh đầu. Oh my.